Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không hy vọng gì vào phiên xét xử vụ Việt Á Ngày 21 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về phiên tòa vụ Việt Á Bài báo nhắc đến phát biểu ngày 16 tháng 8 của ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nói với báo giới trong nước, các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra Phấn đấu đến cuối năm kết thúc điều tra truy tố xét xử cả chùm án Việt Á này. Hình ảnh bài trên trang VOA tiếng Việt. Bài báo cho biết hai ngày sau hôm 18 tháng 8, các báo Việt Nam đưa tin rằng Công an đã có kết luận về một vụ trong chùm án và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh. Được biết, vụ Việt Á xảy ra trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hồi năm 2020 và 2021. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt của công ty Việt Á đã hối lộ các quan chức 106 tỷ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ kit test COVID-19 do công ty sản xuất. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước mất 432 tỷ đồng chạy vào túi doanh nghiệp này. Trong tổng doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng, Việt Á chi hoa hồng lót tay cho các đơn vị cá nhân gần 800 tỷ đồng. Bài báo dẫn tin báo trong nước đưa hôm 18 tháng 8 rằng cách đây 2 năm, ông Ngọc Anh khi đó là bộ trưởng đã nhận một ba lô quà của ông Phan Quốc Việt nhưng không biết rằng bên trong đựng 200.000 đô la. Một tháng sau, ông này mới biết khi mở ba lô ra, cơ quan tố tụng truy tố ông Ngọc Anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 bộ luật hình sự. Họ xác định rằng ông Ngọc Anh không trao đổi bàn bạc thỏa thuận gì với ông Việt về việc đưa nhận tiền, cựu bộ trưởng cũng không gây khó khăn nhằm mục đích phải đưa tiền. Theo bài báo trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng thật là mỉa mai về quyết định truy tố như vậy. Bài báo dẫn lời bác sĩ Võ Xuân Sơn nhấn mạnh rằng ai cũng biết phải có sự giúp sức của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế, Việt Á mới hoàn thành tác động làm cho công cuộc chống dịch của Việt Nam đi sai đường rất nhiều. Hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, người nhận 200.000 đô la nhưng không bị truy tố tội nhận hối lộ. Với các việc đưa nhận hối lộ, Việt Á và các quan chức đã lũng đoạn chính sách và tán tận lương tâm gây hại đến cuộc sống và tính mạng của người dân. Bác sĩ Sơn cho rằng một phiên tòa có kết quả tốt thì phải đi đến xác định được với các bằng chứng ai là người chỉ đạo đứng đầu những vụ này, đường đi của các kit test là như thế nào, có đúng là việc Á sản xuất hay không, có tác động gì mà một loạt các giám đốc CDC, giám đốc Sở Y tế và các quan chức các tỉnh dính vào. Bài báo trích dẫn Facebook Nguyên Tống cho rằng các chính sách buộc người dân và doanh nghiệp phải test định kỳ 3 ngày một lần hay phải test mới được ra đường, đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng và sâu rộng đến toàn xã hội, làm kiệt quệ nền kinh tế vốn đã eo ột, gián tiếp làm chết hàng ngàn sinh mạng người dân và làm phá sản hàng triệu doanh nghiệp. Theo ông Nguyên Tống, không thể có tiền nào khắc phục được hậu quả mà chúng gây nên nếu chỉ khắc phục bằng tiền và chỉ trong số tiền mà chúng chiếm đoạt, mà không tính đến hậu quả và thiệt hại của những bên liên quan thì có lẽ phải bỏ tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì chẳng có gì để khắc phục cả mà đương nhiên là được giảm án xóa án ông nguyên tống đề nghị luật pháp và công lý nên một lần chứng tỏ sự nghiêm minh và tính răng đe với kẻ khác đi đừng lấy lý do nhân văn nữa chúng ta đã nhân văn rất nhiều lần trong dịch và hậu quả là lòng tin của người dân đã bị xói mòn hết rồi cán bộ hư hỏng gần hết rồi hãy một lần nữa cứu vãn lòng tin của người dân vào luật pháp, vào công lý và vào chế độ đi, dù có thể là đã muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin không hy vọng gì vào phiên xử vụ Việt Á. Trợ lý của ông Đam có phải cũng là một lê lai cứu chúa? Ngày 20 tháng 8, báo Người Việt có bài Vũ Đức Đam mất chức vì trợ lý nhận 200.000 USD từ ông chủ Việt Á. Theo bài báo, sau hơn 7 tháng kể từ thời điểm ông Vũ Đức Đam mất ghế phó thủ tướng, các tờ báo ở Việt Nam đưa tin ám chỉ rằng nguyên nhân ông Đam mất ghế là vì một trợ lý của ông đã nhận 200.000 USD trong vụ án Việt Á. Hình ảnh bài trên báo Người Việt. Báo Người Việt dẫn tờ Thanh Niên hôm 20 tháng 8 cho biết Ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý phó thủ tướng, cựu cán bộ văn phòng chính phủ, bị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Báo Người Việt nhận xét, bản tin trên tờ Thanh Niên ghi phó thủ tướng nhưng tránh nhắc đến tên ông Vũ Đức Đam, sếp của ông Trịnh. Báo Người Việt nhắc lại việc ông Vũ Đức Đam cùng với ông Phạm Bình Minh là hai phó thủ tướng đột ngột bị miễn nhiệm, cách gọi khác của cách chức, hồi tháng giêng mà không rõ nguyên do truyền thông nhà nước chỉ đưa tin hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã có đơn xin thôi các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 5 tháng 1, Quốc hội Việt Nam đã họp và biểu quyết thông qua việc cho hai ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh thôi làm đại biểu quốc hội, đồng thời thông qua nghị quyết miễn nhiệm hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Tuy nhiên, dư luận vẫn râm ran cho rằng ông Vũ Đức Đam bị bãi chức là do có liên quan đến vụ Việt Á còn ông Phạm Bình Minh thì do có dính liếu đến vụ chuyến bay giải cứu. Người Việt dẫn bản kết luận điều tra vụ Việt Á của Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, là người hai lần tận tay đưa tổng cộng 200.000 USD cho Nguyễn Văn Trịnh. Lần đầu vào hôm 16 tháng 8 năm 2020, ông Việt yêu cầu thuộc cấp chuẩn bị một túi vải màu xanh đựng khoảng 5-10 hộp xăm, sau đó, ông Việt bỏ thêm vào túi 100.000 USD, rồi ghé vào một quán cà phê trên phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, và gọi điện cho ông Trịnh. Ông Trịnh đi bộ đến và hai người ngồi nói chuyện khoảng nửa giờ về công tác phòng chống dịch Covid. Sau đó, ông Việt đưa túi đựng xăm cùng đô la cho ông Trịnh và nói, em mới nhận được một ít thanh toán, em tranh thủ ghé thăm cảm ơn anh. Hình ảnh ông Vũ Đức Đam, cựu Phó Thủ tướng, sếp của ông Nguyễn Văn Trịnh. Khi ông Việt hé mở túi để ông Trịnh nhìn thấy có hộp sâm và có tiền, ông Trịnh giả lả nói anh cảm ơn em, sao nhiều thế. Sau đó ông Trịnh cầm túi và đi bộ về. Lần thứ nhì vào hôm 2 tháng 3 năm 2021, ông Trịnh hẹn gặp ông Việt để cập nhật tình hình công ty Việt Á phối hợp với tỉnh Hải Dương mở đợt xét nghiệm Covid-19 đại trà. Hai ông này tiếp tục gặp nhau tại quán cà phê trên phố Vạn Phúc. Sau đó, ông Việt đưa túi quà Tết có 100.000 USD và ông Trịnh đáp cảm ơn tụi em rồi cầm về. Báo Thành Niên không cho biết liệu ông Nguyễn Văn Trịnh có chia lại khoản tiền nêu trên cho ông Vũ Đức Đam hay không. Báo Người Việt nhận xét trường hợp của ông Vũ Đức Đam khiến công luận liên tưởng đến vụ án Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, có thư ký là ông Phạm Trung Kiên. Lào Quán Quân nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu với 42,6 tỷ đồng, tương đương với 1,8 triệu USD. Ông Phạm Trung Kiên bị kết án chung thân sau nợ khắc phục hậu quả gần hết số tiền nêu trên. Trong lúc ông Đỗ Xuân Tuyên hiện vẫn tại vị ghế Thứ trưởng Bộ Y tế như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong thời gian diễn ra phiên tòa xét xử vụ Việt Á, Viện Kiểm sát từng kiến nghị với cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên bởi ông tuyên là người ký công văn chấp thuận với bộ ngoại giao để duyệt cấp phép các chuyến bay tuy nhiên sau đó không thấy phiên tòa đề cập đến vai trò của ông tuyên có dư luận cho rằng ông tuyên trắng án là nhờ có những người đồng hương quyền cao chức trọng tại bộ công an vì vậy ông tuyên không những không bị khởi tố mà còn đường hoàng tại nhiệm quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin trợ lý của ông đam có phải cũng là một lề lai cứu chúa quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d